X51 Story mến chào quý thính giả. Tháng 2 năm 1979, Đặng Tiểu Bình điều 600.000 quân Trung Quốc xâm lược Việt Nam. Trong một tháng, quân đội Trung Quốc đã thiệt mạng hơn 20.000 người, vô số người bị thương, cuối cùng phải rút quân mà không có kết quả gì. Tại sao Đặng Tiểu Bình đã đưa ra quyết định tốn kém này? Sau đây X51 Story sẽ cùng quý thính giả tìm hiểu vì sao Đặng Tiểu Bình xuất quân đánh Việt Nam vào tháng 2 năm 1979. Phó Cao Nghĩa, giáo sư Đại học Harvard, tiết lộ trong cuốn sách Thời đại Đặng Tiểu Bình của mình rằng kế hoạch xuất quân của Đặng đã vấp phải sự phản đối của nhiều quan chức cấp cao trong quân đội, nhưng một câu nói của Trần Vân đã thúc đẩy Đặng quyết định xuất quân. Cuốn sách Thời đại Đặng Tiểu Bình tiết lộ rằng lãnh đạo Khmer Đỏ Campuchia Pol Pot vì đã gây ra những cuộc tấn công lớn vào dân chúng Campuchia và cộng đồng Việt Kiều ở Campuchia nên đã bị quân đội Việt Nam tiến đánh. Bị áp lực mạnh mẽ, Pol Pot yêu cầu Đặng Tiểu Bình gửi quân tình nguyện để giúp Campuchia. Bất chấp sự lên án mạnh mẽ của phương Tây về chế độ chuyên chế tàn bạo của Pol Pot đối với người dân Campuchia, Đặng Tiểu Bình sẵn sàng hợp tác và giúp đỡ ông ta. Đặng Tiểu Bình cho rằng Pol Pot là nhà lãnh đạo Campuchia duy nhất có thể chống lại Việt Nam một cách hiệu quả. Tuy nhiên, Đặng Tiểu Bình không muốn đưa quân đội Trung Quốc sang Campuchia. Đặng cho rằng điều này sẽ khiến Đảng Cộng sản Trung Quốc rơi vào một cuộc chiến tốn kém và khó có thể kiểm soát được, thậm chí mất kiểm soát khu vực. Đặng muốn một cuộc chiến tranh nhanh chóng, giống như quân đội Cộng sản Trung Quốc đã làm ở biên giới Trung Quốc-Ấn Độ vào năm 1962. Đặng muốn tấn công Việt Nam một cách nhanh chóng, chớp nhoáng. Tuy nhiên, Đặng Tiểu Bình đã vấp phải sự phản đối rộng rãi từ các thành viên khác của Ủy ban Quân ủy Trung ương vì họ cảm thấy quân đội không sẵn sàng chiến đấu. Quân đội Trung Quốc vẫn chưa phục hồi từ sự tàn phá của cách mạng văn hóa, kỷ luật tan rã và huấn luyện không đầy đủ. Ngoại trừ hơn 1.100 cuộc va chạm nhỏ với Việt Nam trên tuyến biên giới năm 1978, quân đội Đảng Cộng sản Trung Quốc chưa bao giờ chiến đấu kể từ cuộc xung đột biên giới Trang Ấn năm 1962, trong khi quân đội Việt Nam đã chiến đấu với quân đội Pháp, miền Nam Việt Nam và Hoa Kỳ trong nhiều thập kỷ. Quân đội Việt Nam cũng sở hữu các thiết bị hiện đại của Liên Xô. Liên Xô đã cung cấp và hỗ trợ kinh tế đáng kể cho Việt Nam kể từ sau thất bại của Hoa Kỳ tại Việt Nam vào năm 1975. Ngoài ra, nhiều quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng nghi ngờ liệu cuộc tấn công vào Việt Nam có khôn ngoan hay không. Một số người cho rằng, việc Trung Quốc mới bắt đầu hiện đại hóa, việc chuyển nguồn lực khan hiếm, cần thiết để xây dựng một ngành công nghiệp hiện đại, sang sử dụng cho cuộc chiến không cần thiết là không khôn ngoan. Một số người lo ngại rằng, quân đội chưa được chuẩn bị thích hợp. Những người khác cho rằng, các cuộc tấn công quân sự sẽ khiến Việt Nam thù địch lâu dài với Trung Quốc. Mối quan tâm lớn nhất của một số quan chức cao cấp Đảng Cộng sản Trung Quốc là cuộc xâm lược Việt Nam có thể kéo Liên Xô với sức mạnh quân sự khổng lồ vào cuộc xung đột. Xem xét rủi ro to lớn này, Đặng Tiểu Bình đã trưng cầu ý kiến các quan chức lão thành khác về khả năng can thiệp của Liên Xô. Sau khi đánh giá cẩn thận, Trần Vân cho rằng Liên Xô ở biên giới Trang Xô, nơi có nhiều khả năng tấn công Trung Quốc nhất, đang thiếu binh sĩ nghiêm trọng. Tấn công Trung Quốc cần phải điều động quân đội từ châu Âu và phải mất một tháng để hoàn thành. Trần Vân kết luận rằng nếu thời gian chiến đấu ngắn, cơ hội cho Liên Xô can thiệp là rất nhỏ. Cuốn sách này cũng tiết lộ rằng, sau khi nghe Trần Vân đánh giá, Đặng Tiểu Bình quyết tâm xuất quân đánh Việt Nam. Đặng tuyên bố rằng, thời gian chiến đấu sẽ không kéo dài hơn so với cuộc tấn công Ấn Độ, 33 ngày, vào năm 1962, và chỉ chiến đấu trên mặt đất, không sử dụng không quân. Đặng Tiểu Bình biết rằng, các phi công Việt Nam vào thời điểm đó mạnh hơn Trung Quốc trong huấn luyện, và Trung Quốc cũng không tiếp cận các sân bay của Việt Nam. Hơn nữa, tránh không chiến có thể làm giảm cơ hội can thiệp của Liên Xô. Ngày 8 tháng 12 năm 1978, Quân ủy Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc ra chỉ thị cho các quân khu Quảng Châu và Côn Minh chuẩn bị đầy đủ lực lượng trước ngày 10 tháng 1 năm 1979 để thực hiện chiến dịch tấn công Việt Nam. Tuyên bố chiến tranh của Bắc Kinh nói rằng đây là cuộc chiến phản công, chống lại các khiêu khích của Việt Nam. Tân Hoa Xã đưa tin, các lực lượng biên phòng Trung Quốc đã hành động khi tình hình trở nên không thể chấp nhận được và không còn lựa chọn nào khác. Chúng tôi không muốn một tấc đất nào của Việt Nam. Cái chúng tôi muốn là một đường biên giới ổn định và hòa bình. Sau khi đánh trả các thế lực hiếu chiến đủ mức cần thiết, các lực lượng biên phòng của chúng tôi sẽ quay lại bảo vệ chặt chẽ biên giới của Tổ quốc. Để thực hiện cuộc tấn công Việt Nam, người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc và quân đội Trung Quốc lúc bấy giờ là Đặng Tiểu Bình đã tiến hành một loạt chuyến viếng thăm ngoại giao tới các nước ASEAN, Mỹ và Nhật. Đặng Tiểu Bình kêu gọi các nước ASEAN thành lập mặt trận chống Liên Xô và Việt Nam, bao gồm Trung Quốc, khối nước ASEAN. Sau đó, Đặng Tiểu Bình thăm Mỹ rồi tới thăm Nhật. Trong chuyến thăm Washington từ 28 đến 30 tháng 1 năm 1979, Đặng Tiểu Bình nhận được sự ủng hộ cần thiết của đồng minh mới Hoa Kỳ trong kế hoạch tấn công Việt Nam. Tổng thống Mỹ Jimmy Carter, người của Đảng Dân Chủ cũng bật đèn xanh cho Đặng rằng, nếu xảy ra việc Trung Quốc tấn công Việt Nam thì Bắc Kinh sẽ nhận được sự ủng hộ về mặt ngoại giao hoặc quân sự của quốc tế. Ngoài ra, ngay trước khi Trung Quốc tấn công Việt Nam,
Đại sứ Mỹ Malcolm kín đáo khuyên cáo Ngoại trưởng Liên Xô Gromyko rằng Liên Xô nên tự kiềm chế trong trường hợp Trung Quốc tấn công Việt Nam, để khỏi ảnh hưởng đến việc Quốc hội Mỹ sẽ thông qua Hiệp ước Seoul mà Liên Xô rất mong muốn. Khi đã chuẩn bị đầy đủ mọi mặt về quân sự, chính trị và ngoại giao, nhất là được Tổng thống Mỹ Carter đứng ra đảm bảo sự ủng hộ ngoại giao và có thể cả quân sự của quốc tế, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã châm lửa khởi đầu cuộc chiến xâm phạm biên giới Việt Nam từ ngày 17 tháng 2 năm 1979. Trong khi quân đội chủ lực của Việt Nam vẫn tập trung ở biên giới Tây Nam, lực lượng của Việt Nam chống lại 9 quân đoàn quân chủ lực quân đội Đảng Cộng sản Trung Quốc, mỗi quân đoàn có khoảng 20.000 đến 45.000 quân, chủ yếu là bộ đội địa phương và dân quân tự vệ. Sau khi cuộc xâm lược bắt đầu, sự kháng cự hiệu quả của người Việt Nam vượt quá dự tính của Đảng Tiểu Bình, khiến các sĩ quan quân đội Đảng Cộng sản Trung Quốc hoảng loạn vì đã chuẩn bị không đầy đủ. Ban đầu dự kiến trong vòng một tuần sẽ giành chiến thắng tại 5 thành phố thủ phủ của 5 tỉnh biên giới của Việt Nam, nhưng phải đến 3 tuần sau khi khai chiến, quân đội Đảng Cộng sản Trung Quốc mới đánh chiếm được Lạng Sơn. Cuối cùng, quân đội Cộng sản Trung Quốc đã đánh chiếm được 5 thủ phủ của 5 tỉnh biên giới của Việt Nam bằng chiến thuật biển người, nhưng con số thương vong cao hơn nhiều so với Việt Nam. Đến ngày 5 tháng 3 năm 1979, Việt Nam ra lệnh tổng động viên toàn quốc, thì trưa cùng ngày, Bắc Kinh tuyên bố đã hoàn thành mục tiêu chiến tranh, chiến thắng và bắt đầu rút quân. Mặc dù Trung Quốc tuyên bố rút quân, chiến sự vẫn tiếp diễn ở một số nơi. Người dân Việt Nam vẫn tiếp tục bị giết hại, như vụ thảm sát ngày 9 tháng 3 tại thôn Đồng Trúc, xã Hưng Đạo, huyện Hòa An, Cao Bằng. Quân đội Đảng Cộng sản Trung Quốc đã dùng búa và dao giết 43 người, gồm 21 phụ nữ và 20 trẻ em, trong đó có 7 phụ nữ đang mang thai, rồi ném xác xuống giếng hoặc chặt ra nhiều khúc rồi vứt hai bên bờ suối. Đến ngày 16 tháng 3 năm 1979, quân đội Đảng Cộng sản Trung Quốc đã rút hết ra khỏi biên giới Việt Nam và tuyên bố chiến thắng. Đối với cuộc chiến này, Đảng Cộng sản Trung Quốc chưa chính thức công bố thương vong. Sau đó, tổng kết các hoạt động tự vệ và phản công chống lại Việt Nam do Cục Hậu cần Quân khu Côn Minh biên soạn cho biết từ ngày 17 tháng 2 đến ngày 16 tháng 3 năm 1979, 6.954 binh sĩ từ Quảng Tây và Vân Nam đã thiệt mạng và hơn 14.800 người bị thương. Quân đội Việt Nam khoảng 37.000 người chết và hơn 100.000 người bị thương. Tướng Ngũ Tu Quyền, Phó Tổng Tư lệnh Quân Giải phóng Trung Quốc, tuyên bố rằng số quân Việt Nam bị chết và bị thương là 50.000, trong khi con số tương ứng của Trung Quốc là 20.000. Hoàn Cầu Thời báo bản điện tử ngày 2 tháng 3 năm 2015 dẫn nguồn Trung Quốc viết rằng, trong cuộc phản kích tự vệ này, quân ta đã chiếm được Cao Bằng, Lạng Sơn, Hoàng Liên Sơn, Lai Châu, Quảng Ninh, Hà Tuyên và 21 huyện, thị trấn khác nhau của Việt Nam, tiêu diệt 4 sư đoàn, 7 trung đoàn, 25 tiểu đoàn của Việt Nam. Tổng số binh lính Việt Nam bị tiêu diệt là hơn 50.000 người, 2.173 lính đầu hàng. Con số ước lượng của Việt Nam về tổng thiệt hại và thương vong của quân Trung Quốc là 62.500 người trên tổng số 600.000 quân tham chiến. Gần đây, phía Trung Quốc đưa ra số liệu khác giảm tổn thất, cho rằng chỉ có 6.900 lính chết và 15.000 bị thương. Tổng số thương vong là 21.000 trong tổng số lực lượng tham gia chiến hơn 300.000. Tháng 4 năm 1979, báo Quân đội Nhân dân của Việt Nam ước lượng tổng thương vong của quân Trung Quốc là 62.500 người. Phía Việt Nam có hàng nghìn dân thường chết và bị thương. Tạp chí Tam thì có khoảng dưới 10.000 lính Việt Nam thiệt mạng và trên 20.000 lính Trung Quốc tử vong. Tại hội nghị quân chính nội bộ ngày 16 tháng 4 năm 1979, Đặng Tiểu Bình chỉ trích các quan chức chính quyền và các lãnh đạo quân đội, đánh lần này vũ khí, quân số đều gấp mấy lần Việt Nam. Chiến đấu ở Cao Bằng chí ít là 5-1, 6-1. Chiến đấu ở Lạng Sơn, Lào Cai cũng đều gấp mấy lần, thậm chí 6-1, 7-1, nhưng thương vong của chúng ta gấp 4 lần so với Việt Nam. Phía Trung Quốc, nhờ hệ thống tuyên truyền khổng lồ và giám sát, tường lửa chặn Internet nên Đảng Cộng sản Trung Quốc đã khiến đại đa số người dân Trung Quốc cho rằng Việt Nam xâm lược Trung Quốc, theo Liên Xô phản bội Trung Quốc chỉ phản công tự vệ. Sau khi chiến tranh Trung Việt kết thúc, Đảng Cộng sản Trung Quốc không có cuộc thảo luận công khai nào về cuộc chiến. Cuộc chiến này ở Trung Quốc dường như đã trở thành một cuộc chiến bị lãng quên. Ở một mức độ nào đó, nó thậm chí đã trở thành một vùng cấm nghiên cứu. Điều này cũng dễ hiểu, vì Đảng Cộng sản Trung Quốc dối trời lừa dân, bóp méo lịch sử, phát động cuộc chiến phi nghĩa, hao tổn sinh mệnh và của cả người dân, nên rất sợ chân tướng hiển lộ. Hàng chục ngàn thanh niên trẻ khỏe của hai nước đã trở thành nạn nhân của cuộc đấu tranh chính trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đặc biệt là Đặng Tiểu Bình, người đã lợi dụng cuộc chiến này mà leo lên vị trí lãnh đạo cao nhất. Chiến tranh biên giới Việt Trung đã trôi qua 44 năm, vết thương của bao gia đình vẫn chưa lành. Trang sử bi thương của dân tộc là bài học cho hậu thế để biết chọn bạn mà chơi, chớ để lịch sử đau thương lặp lại. Cuộc chiến này, có người muốn lãng quên, nhưng người dân Việt, dân tộc Việt và lịch sử không thể nào quên. Khép lại quá khứ, chứ không được phép lãng quên lịch sử. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây.
Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý giá để lắng nghe bài chia sẻ này. Xin kính chúc quý thính giả cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống.